mặt bằng bên tay trái đang quây tôn này. Mặt tiền khoảng 9m, sâu khoảng 11m. Đây là cái chạm cóc bán buổi chiều. Bên đây là trung tâm của mấy cái thôn gần đây. Dốc này là có trường tiểu học, mầm non, rồi thì trạm y tế này. Dưới này thì nhận diện kém, tiềm năng thương mại thì ok hơn ở nhân dọc trục D, nhưng mà nhận diện traffic nó ít. Thì ở đây có trường tiểu học Việt Long này, trong kia có trường mầm non, trạm y tế xã.